Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Buổi sáng nay nhà em có một cái đơn cơm 11 sóng Datico 0.4 màu xanh ngọc. Nhân tiện đây xin giới thiệu với mọi người về cái thương hiệu tôn Datico. Cái thương hiệu này là một cái thương hiệu tôn giá rất là mềm. Nó thuộc cái dòng phân khúc những cái dòng tôn giá rất là rẻ nhất trong cái các cái loại tôn mà bên em cung cấp. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì theo cái thông số của nó đưa ra thì lại rất là tốt. Chẳng hạn như dòng tôn này là một cái dòng tôn mà có cái lớp mạ nhôm kẽm với tỷ lệ là AZ70, với cái mật độ là tức là nó được mạ 70g hợp kim nhôm kẽm cho 1m2 cho cả hai mặt, trong khi các cái dòng tôn cùng loại với nó có cái giá cao hơn nó một chút nữa thì cũng chỉ là cái lớp AZ50 thôi. Tức là cái loại tôn này có lớp mạ dày hơn. Thứ hai nữa là dòng tôn này thì là một cái thương hiệu mà đã có mặt trên thị trường cũng được mười mấy năm rồi và đã khẳng định được tên tuổi, có cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương. Một cái sản phẩm của họ ấy thì đã được chứng nhận với cái hai cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn GIS G3322 của Nhật và tiêu chuẩn ASTM 775 của Mỹ về sản xuất tôn lạnh màu. Đây là hai cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, cũng như là tiêu chuẩn chứng nhận cái sản phẩm chất lượng tốt. Đây là cái cuộn tôn nền sẽ cho nguyên bày tôn Datico xem cái cuộn là tôn nền nó. Đây là cái cuộn tôn nền nguyên bản của tôn Datico. Thưa quý vị, có thể nhìn thấy trên cái tờ dán ở trên cái cuộn tôn nguyên bản này, thì đây là dòng tôn 0.4 và dài 0.4 của 1m2 màu đỏ đậm, và cái thép nền ở trong cái cuộn tôn này là thép G50, là một cái dòng thép chịu lực tốt, cũng như là cái độ phủ nhôm kẽm của nó 70, tức là phủ cho nó được phủ nếu mà cái kẽm AZ ấy với tỷ lệ là 70g trên 1m cho hai mặt. Ngoài ra thì nó cũng được hai cái tiêu chuẩn GIS G3322 và cái tiêu chuẩn ASTM 755 của Mỹ. Đây là một cái dòng tôn theo cái thông số người ta đưa ra thì rất là tốt. Tuy nhiên thì giá thành nó so với các cái loại tôn AZ50 như bên em sản xuất khác thì nó lại có giá thành mềm hơn. Mình có thể coi đây là một cái sản phẩm ngon bổ rẻ. Về cái chế độ bảo hành của nó thì dòng tôn này có chế độ bảo hành ăn mòn thủng 10 năm và bảo hành chống phai màu 5 năm. Cũng ngang bằng với này một số những cái dòng tôn AZ50 khác. Đối với cái dòng tôn này bên em hiện đang có 5 màu, đó là màu đỏ đậm này, màu đỏ đậm này, màu xanh rêu, màu xanh dương, màu xanh ngọc và màu xám lông chuột. Đấy, quý khách có cái nhu cầu mua hàng thì liên hệ với bên em qua các số điện thoại em đã để phía dưới chân video nhé. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video.